Nhưng cô có nhận cái tên ấy nữa đâu, kêu làm nghĩa thế nào, nghĩ bao nhiêu, cô lại oán cha trách mẹ, không đặt cho cô cái tên Mỹ Miều. Mà chữ nho, nào thiếu gì tiếng hay, sao cô chịu mang cái tên nôm na sâu si ấy mãi. Nhất là đi ngoài phố, bay là ở chỗ đông người, mà mẹ cô gọi, kéo ơi. Thì cô đỏ mực tía tai, hầm hực, lấy làm ngượng quá. Lại còn những chị em bạn cô, cứ những lúc ở bờ hồ, hay thấy cô gặp một công tử quen nào, là nhẹ ngay cái tên cúng cơm của cô ra mà réo quang quác, rồi cười rúc rích. Nhiều lần cô đã van lạy, xin rằng giữ sĩ diện cho cô mà gọi cái biệt hiệu cô mới nhờ người ta đặt hộ là bạch nhạn ấy. Nhưng các mẹ danh tay ngược, cứ vờ quên, để bêu cô, mới tức chứ. Cô bạch nhạn phải đấy, bởi vì cô đã thể độc đứa nào còn bêu cái tên cúng cơm của cô cô bạch nhạn buồn lắm. Vì cổ hủ hết cách, cái tên đã là ca yêu sắc, mà lại ăn mặc lối cổ. Ấy thế cũng mang tiếng là con gái hàng đào. Các bạn cô, cô Bích Ngọc thì đã được mặc quần trắng và áo sáu khuy. Cô Song Khê đã được cạo răng, đến ngay như cô Mộng Lê, mà bà cụ cũng chịu để chị đánh phấn và mặc áo màu nữa là. Ấy là chẳng dám so kè với cô Minh Nguyệt, được mẹ chiều chuộng quá mà cho phép đi học cả nhảy đầm ở nhà bạn trai đấy. Thế mà cô bạch nhạn ta, úi chào, động có trải cái tóc xòe xòe ra một tí là bị chửi liền. ức nhất là quanh năm cô chỉ được mặc đồ thâm như người có chở, trông tối sầm như bà cụ. Ấy, giá cô không mua cái khăn nhung và nhờ bà mợ vờ đem lên cho, thì có lẽ bây giờ cô còn phải chít cái khăn sa tanh trông như con sen con nụ. Cô bực mình quá, sao lại có bà cụ nghiệt như mẹ cô bao giờ? Bà cụ tưởng cứ đánh phấn với mặc áo màu là đĩ cả đấy. Bà cụ biết đâu rằng các cô gái non bây giờ, mỗi năm mỗi mốt, thay đổi xoành xoạch, thi nhau mà quần nọ áo kia. Mà có phải nhà cô nghèo kiết gì cho cam, tiền của nhà cô, tưởng có sắm ăn, sắm mặc bằng mấy người ta, cũng còn thừa nữa là. Nhưng bà cụ cứ bắt na bắt nét, bắt tập những nét ăn, ý ở, bắt học những câu nói, việc làm. Một hôm, cô dình lúc bà mẹ ngủ, mới khẽ lấy hộp phấn cô ti mà cô nhờ người mua hộ, vẫn cất kỹ ở trong hòm. Cô đánh mặt cho rõ trắng, bôi cả nốt ruồi giả bên cạnh má. Cô ngồi soi gương, ngắm đi ngắm lại một mình độ nửa giờ. Rồi lại phải đi rửa mặt cho thật kỹ mới dám đi ngủ. Năm nhỏ, cô có giấu mẹ, may ngầm một cái áo lam. Nhưng cô chẳng mặc lần nào. Đến bây giờ màu ấy lại là màu cổ nhất rồi. Những lúc cô có việc đi cùng chị em bạn, thì tự cô thấy ê trệ nhất đám, vì cách ăn mặc của mình. Cô than thở, thì cô song khê xui rằng tội gì, có tiền, tự cứ sắm vang đi mẹ cậu có giết được cậu đâu mà sợ, nhưng cô không dám liều thế, vì lỡ bị mẹ chửi thì cũng khổ. Cô Bích Ngọc cũng phàn nàn hộ cô, ở đời này mà cứ ăn mặc theo lối cổ, thì bất quá lấy được anh giáo học là cùng. Những thằng cao đẳng nó chỉ ưa tân thời thôi, thấy bạn vẽ cái tương lai, cô lại thở dài, oán cái nền nếp nhà cô. Sao trời đã sinh ra cô là con gái, con gái phố hàng đào, con gái phố hàng đào có nhan sắc con gái phố hàng đảo có nhan sắc của một nhà giàu. Đương thì đào tơ mơn mờn, mà không được sinh trưởng vào một cái gia đình được ăn mặc tự do, để được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người. Cô bực, cô bực quá, thỉnh thoảng, cô ngồi trông hàng, ló mắt ngắm các tiểu thư đi ngang qua nhà mà đâm ghen. Nhiều cô thực là xấu, cái môi cong tớn, cái mắt ốc nhồi, thế nhưng hễ ăn mặc đúng mốt tân thời thì trông không thấy xấu nữa. Thế thì cô, tuy trẻ và đẹp, nhưng vì ăn mặc đen thì cớ lẽ cái nhan sắc cũng bị tiêu đi mất rồi chứ còn gì. Gớm, thế thì chán thật, cô thèm, cô thèm quá, năm nào cô cũng lên hàng ngang vài chục lần, để xem hàng mặc mới. Nhiều thứ đẹp và rẻ lắm, cô ước ao, cô dơ tung cả cuộn của người ta ra mà ướm vào mình, đứng trước cây gương, ngắm nghía thật kỹ. Cô lấy làm thích lắm, rồi cô lại nhà bản, mượn áo mây may để mặc thử rồi đi lấy dáng tha thướt, thì ai cũng phải khen, bạch nhạn nó mặc tân thời ăn lắm nhỉ, thử cởi cái quần thâm ra xem nào, rồi họ lại nói, ừ ra cứ mặt trái xoan và người thon thon, thì ai mặc quần trắng, áo màu cũng nổi, mỗi bẩn cô được khen như thế, thì về nhà, cô lại đâm nghĩ. Cô mơ màng đến ngày cưới cô, quyết thế nào cô cũng xin mặc quần trắng và áo sa tanh hồng, thêu hoa to bằng cây bát. Rồi cô tưởng tượng đến người bạn trăm năm của cô trẻ, đẹp, đẫy đà cứ chiều chiều dắt cô ra bờ hồ hóng mát. Những người ấy phải mặc quần tây phẳng nếp, đầu trải thật bóng. Mà cô thì cầm cái mũ cho chồng, mặc lối tân thời từ đỉnh đầu đến dưới gót. Cô mơ màng cho nên cô thèm quá rồi. Cô không chịu nổi nữa. Cô đánh liều, cô giấu bà cụ, sắm một mẻ toàn nhưng thứ tân thời. Cô mua đôi giày cao gót, mũi vá, may một cái quần lụa Nhật Bản có bốn nếp gấp ở lườn lại khâu trái một đường ở ống, mà ống thì hẹp, và ven gấu, một cái áo sơ mi viên đăng ten và thêu hai bông hoa ở hai bên ngực, một cái áo cánh kín tả dài đến hông, cũng viền đăng ten xung quanh, và một cái áo dài sặc sỡ, chi chít những hoa là hoa vẽ rắc rối như thời cục nước tầng, một cái ví đầm bằng da hung hung, trong có sẵn những đồ để trang sức. Cô sắm những thứ ấy, nhưng không dám để ở nhà. Cô gửi đằng chị Bích Ngọc, ở phố Hàng Trống rồi từ đó mỗi buổi chiều cô thu thu hộp phấn vào bọc cô đến chơi nhà cô bích ngọc đến nơi cô sổ khăn lấy lược ra trải lại mái tóc rồi rẽ lệch đường ngôi rồi uốn lại mái tóc cho cong xuống và thỏ ra mang tai rồi cô bôi phấn khắp mặt tai và gáy rồi cô vươn cổ ra để xoa cho đều rồi cô dề dài môi ra để tô son nhưng cô bạn dạy rằng đừng nên bôi cả vào bề dày của môi mà xấu phải làm cho cái miệng trúng lại nghĩa là phải theo chiều cái môi mà vẽ đỏ một cái môi giả, mỏng và hẹp hơn làn môi thật, gọi là môi quả tim. Rồi cô mặc quần trắng, xếp cho thẳng nếp, đứng ống. Rồi cô vận cái áo sơ mi, cái áo cánh và áo dài sặc sỡ, vuốt cho phẳng phiu. Xong đâu đấy, cô lận đôi giày mang cá, ôm cái ví đầm, đến trước tú gương mà đứng. Cô quay đằng trước, cô quay đằng sau, cô đi đi, cô lại lại, cô uốn éo, cô thướt tha rồi cô đứng yên, cô ngắm, cô bàn, cô bình phẩm, cô khoái lắm, rồi trong độ nửa giờ, ngắm chán, cô chút hết bộ cánh ra, xin thao nước, lau kỹ cái mặt rồi mặc quần áo thâm, đi về. Ấy chẳng ngày nào là cô Bạch Nhạn không diễn tân thời một mình, một lúc như vậy. Có thế cô mới đỡ thèm, đỡ hậm hực nhưng những hôm mưa lướt sướt cả ngày, thì cô nóng ruột quá. Mà cứ đến cái giờ ấy, quái lạ, cô nằm bẹp dí chẳng thiết làm cái phải gió gì cả. 30 tháng 5 năm 1933, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa